Xe hơi điện là một chiếc xe hơi chạy bằng pin hoặc là xe hơi chạy bằng điện. Là một chiếc xe hơi cắm điện với lực đẩy có được từ một hoặc là nhiều động cơ điện. Sử dụng năng lượng thường được lưu trữ trong pin sạc cho xe hơi. Không phải tất cả các loại xe điện đều hoạt động cùng một cách. Có hai cách gọi, xe điện tử tức là e-vehicle hay là xe điện tức là EV. Chúng ta thường thấy xe điện với các chữ BEV là viết tắt của xe điện chạy bằng pin, trong khi PHEV là viết tắt của các loại xe điện plug-in hybrid. Xe hybrid plug-in có thể mang lại hiệu suất môi trường cao hơn và chi phí tiếp nhiên liệu thấp hơn so với các xe hơi thông thường. Xe hybrid plug-in cung cấp các động cơ xăng hoặc là diesel và động cơ điện. Động cơ được cung cấp năng lượng bằng pin có thể sạc lại bằng cách cắm vào ổ điện. Bởi vì chúng có thể sạc lại từ một ổ cắm điện để thay thế cho những dặm đường đã chạy bằng xăng hoặc là bằng điện, sử dụng động cơ xăng trong những chuyến đi dài hơn. Để sử dụng plug-in hybrid một cách hiệu quả thì người lái xe cần ổ cắm thông thường 120V là đủ. BEV không có động cơ xăng hoặc diesel, loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu lỏng, chỉ hoạt động bằng điện tức là xe chạy bằng pin. Chúng có phạm vi lái bằng điện dài hơn so với xe điện plug-in hybrid. Một số khác cung cấp năng lượng cho động cơ điện bằng cách chuyển đổi khí hydro thành điện năng, tức là xe pin nhiên liệu hydro. Các phương tiện hybrid thông thường cũng có động cơ điện nhưng không được gọi là EV vì chúng không thể cắm điện về ô nhiễm không khí và phát tải khí thì xe bev thường sạch hơn xe không tạo ra ô nhiễm khí thải tức là không có khói thải trên thực tế thì thậm chí còn không có ống xả chính xác mức độ sạch sẽ sẽ phụ thuộc vào các loại xe và nguồn điện mặc dù bản thân chiếc xe không gây ô nhiễm cho bầu không khí nhưng việc tạo ra điện mà nó sử dụng vẫn có thể xảy ra không có ô nhiễm nếu điện đến từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc là thủy điện. Năng lượng mặt trời tức là năng lượng thu nhận của mặt trời và chuyển nó thành điện năng. Năng lượng gió thu năng lượng từ không khí chuyển động và chuyển nó thành điện năng. Khi chiếc xe điện chạy bằng pin được cung cấp bởi lưới điện sạch nhất, lượng khí thải gây ra hiệu ứng từ xe điện có thể so sánh với một chiếc xe chạy hơn 100 dặm cho một gallon. Khi được sạc hoàn toàn bằng điện tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc là gió, việc sạc và vận hành EV có thể gần như không phát thải. Mặc dù xe điện có thể đắt hơn để mua so với các loại xe thông thường, nhưng chi phí trả trước cao hơn thường được giảm xuống thông qua các ưu đãi của liên bang và tiểu bang. Chi phí tiếp nhiên liệu cho xe điện cũng có thể chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí xăng có nghĩa là một chiếc xe điện có thể tổng chi phí sở hữu thấp hơn. Chuyển sang xe điện có thể tiết kiệm trung bình hơn 700 Mỹ Kim cho một năm chi phí nhiên liệu và hơn 1.000 Mỹ Kim một năm ở một số thành phố. Kể từ năm 2008 thì sự phục hưng trong sản xuất xe điện đã xảy ra do những tiến bộ về pin, sự lo ngại về việc tăng giá dầu và mong muốn giảm phát thải khí một số chính quyền của các quốc gia và địa phương đã thiết lập một số khoản tín dụng thuế, trợ cấp và các ưu đãi khác để thúc đẩy việc giới thiệu và áp dụng trên thị trường đại chúng các loại xe điện mới, thường phụ thuộc vào kích thước pin, phạm vi điện năng và giá mua. Khoản tín dụng thuế tối đa hiện tại được chính phủ Hoa Kỳ cho phép là 7.500 Mỹ Kim cho mỗi chiếc xe. So với chiếc xe chạy bằng động cơ đốt, xe điện êm hơn và không có khí thải ra đuôi xe và thường tạo ra lượng khí thải thấp hơn nói chung. Tại Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu, tính cho đến năm 2020 thì tổng chi phí sở hữu các loại xe điện gần đây rẻ hơn so với các xe ICE tương đương do chi phí nhiên liệu và bảo trì thấp hơn. Sạc điện cho một chiếc xe điện có thể được thực hiện tại nhiều trạm sạc. Những trạm sạc này có thể được lắp đặt ở cả nhà và khu vực công cộng. Trên toàn thế giới, 6.6 triệu xe điện plug-in đã được bán vào năm 2021, tăng hơn gấp đôi doanh số năm 2020 và đạt được sản lượng tiêu thụ là 9% trên thị trường xe hơi mới toàn cầu. Xe hơi chạy hoàn toàn bằng điện chiếm 71% doanh số bán vào năm 2021. Tính đến tháng 12 năm 2021, đã có 16 triệu xe điện plug-in được lưu thông trên thế giới. Tesla Model 3 đã trở thành chiếc xe điện bán chạy nhất vào đầu năm 2020 và vào tháng 6 năm 2021 trở thành chiếc xe điện đầu tiên đạt doanh số 1 triệu chiếc trên toàn cầu. Các mẫu xe trước đó được áp dụng rộng rãi bao gồm Mitsubishi Ami của Nhật Bản và Nissan Leaf. Tính đến tháng 12 năm 2018, có khoảng 5.3 triệu xe hybrid chạy bằng điện và cắm điện hạng nhẹ đang được sử dụng trên toàn thế giới. Mặc dù có sự tăng trưởng nhanh chóng, tỷ lệ xe điện cắm điện toàn cầu chỉ chiếm khoảng 1 trên 250 chiếc xe, tức là chấm 40% lưu thông trên đường trên thế giới vào cuối năm 2018. Nhiều quốc gia đã thiết lập các biện pháp khuyến khích của chính phủ đối với xe điện plug-in, tính dụng thuế, trợ cấp và các khuyến khích khoản phí tiền tệ khác trong khi một số quốc gia đã ra luật để loại bỏ dần việc bán xe hơi chạy bằng nhiên liệu nhằm giảm ô nhiễm không khí và hạn chế biến đổi khí hậu xe chạy bằng động cơ đốt có một lợi thế rất lớn so với xe điện chỉ mất một hoặc là hai phút để đổ đầy xăng vào bình xăng của chiếc xe hơi thông thường mặt khác để sạc pin của một chiếc xe hơi điện tử phải mất vài giờ có thể sạc một nửa một số ev trong thời gian ngắn hơn tuy nhiên ngay cả khi đó chúng ta đang nói về ít nhất là 45 phút. Trong khi sạc lại, chúng ta cần phải kết nối xe điện tử với ổ cắm điện. Điều này làm cho việc sở hữu EV hầu như không thể đối với những người không có chỗ đậu xe riêng hoặc là không thể nạp năng lượng tại nơi làm việc. Điều này chứng tỏ EV chỉ thích hợp cho các chuyến đi ngắn trong thành phố.